sở hữu một mái tóc dày, suôn mượt mềm mại là ước muốn của rất nhiều cô nàng hiện nay. Tuy nhiên vì một vài lý do nào đó mà khiến tóc của bạn rơi vào tình trạng khô sơ, trẻ ngọt và dễ gãy rụng. Từ đó khiến cho vẻ bề ngoài trở nên xấu xí hơn trong mắt người đối diện. Vậy nên để các nàng khắc phục ngay tình trạng này, thì trong video này, bạn Lóc Đẹp sẽ mách bạn những cách phục hồi tóc khô sơ và trẻ ngọt nhanh nhất tại nhà. Cực kỳ đơn giản mà lại sẽ bất ngờ. Hãy cùng khám phá nhé! Nguyên nhân nào khiến tóc nàng bị khô sơ và trẻ ngọt? Một sợi tóc bình thường khi mọc lên được bao bọc bởi các tế bào tóc nên rất là cho khỏe, có độ bóng, mềm mượt tự nhiên và bám da đầu tốt. Nhưng vì nhiều lý do tác động khác nhau có thể khiến mái tóc của bạn trở nên khô sơ, trẻ ngọt và dễ gãy rụng. Thứ nhất, sợi tóc bị kéo giãn và giữ ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ đồng hồ nhằm tạo kiểu uốn xoăn, dập xù, ép thẳng tóc cũng là một nguyên nhân gây rụng tóc, sợi tóc yếu và khô sơ rối. Thứ hai, bị thiếu hụt dinh dưỡng. Khi cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng sẽ khiến các chất cần thiết cho quá trình nuôi dưỡng tóc không đủ, từ đó cũng khiến sợi tóc trở nên yếu, khô sơ trẻ ngọn và dễ gãy rụng. Thứ ba, dùng loại dầu gội có hoạt chất tẩy rửa quá mạnh so với da đầu và mái tóc của bạn là nguyên nhân tiếp theo khiến tóc của bạn bị khô sơ và trẻ ngọn. Thứ tư, tóc bị phơi nắng quá nhiều. Việc không che chắn mái tóc cẩn thận khi đi ra nắng khiến tóc bị các tia tử ngoại chiếu trực tiếp cũng khiến tóc bị trẻ ngọn và khô sơ. Chăm sóc tóc khô sơ và trẻ ngọn đúng cách hàng ngày. 1. Khô đầu đúng cách và sử dụng dầu gội phù hợp giúp khắc phục tình trạng tóc khô sơ, trẻ ngọn hiệu quả. Khô đầu đúng cách là khâu chăm sóc tóc cơ bản và đơn giản nhưng thường bị xem nhẹ. Có khi nào bạn đặt ra câu hỏi, liệu mình đã khô đầu đúng cách hay chưa? Da đầu của bạn cần luôn được sạch sẽ nhưng tránh khô đầu thường xuyên, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô. Việc khô đầu quá nhiều sẽ làm tiêu hao lượng nước và chất nhờn tự nhiên trên da đầu, khiến tóc trở nên khô sơ và trẻ ngọt. Chất dầu tự nhiên trên da đầu chính là vũ khí tốt nhất chống lại tình trạng tóc khô sơ và trẻ ngọt. Vì vậy, bạn chỉ nên gội đầu từ 2 cho đến 3 lần trong một tuần với một lượng dầu gội và dầu xả vừa đủ. Bạn nên tìm chọn những loại dầu gội có tác dụng phục hồi tóc khô sơ và trẻ ngọt. Thành phần thì chứa nhiều chất dưỡng ẩm chăm sóc mái tóc. Khi gội đầu thì bạn cũng nên lưu ý chọn nước ấm, tránh dùng nước quá nóng. Nước nóng sẽ lấy mất các dưỡng chất và chất dầu tự nhiên của tóc, khiến tóc dễ bị khô sơ và trẻ ngọn. 2. Hạn chế dùng nhiệt lên tóc, giúp tóc bớt khô sơ và trẻ ngọn hơn. Những hoạt động xem chừng rất là bình thường mà các nàng đang làm hàng ngày như là sấy, uốn giả hay là duỗi để tạo kiểu cho mái tóc của mình chính là những nguyên do trực tiếp khiến tóc bị khô sơ và trẻ ngọn đó. Nếu tóc bạn đang nằm trong danh sách phục hồi tóc khô sơ thì hãy cân nhắc, hạn chế hoặc là loại bỏ thói quen này đi nhé. 3. Cắt tỉa tóc thường xuyên hơn là cách hay để hạn chế tóc khô sơ và trẻ ngọn. Có thể bạn đang nuôi tóc dài để tạo được nhiều kiểu ưng ý hơn nên sẽ kiêng cắt tóc trong vài tháng đến một năm. Thế nhưng, nếu tóc bạn có dấu hiệu bị trẻ ngọn thì việc loại bỏ phần tóc đã hư tổn là điều rất cần thiết. Lúc này thì bạn cần cắt phía trên phần tóc bị trẻ ngọn khoảng 6mm chứ đừng cắt quá sát cho trẻ ngọn nha. Thêm nữa, bạn cũng cần chăm da salon để cắt tóc đều đặn hơn. Bởi mỗi khi bạn cắt đi phần đuôi tóc cũ là tóc sẽ được khôi phục trở lại, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. 4. Dùng dầu dưỡng tóc để phục hồi tóc khô sơ và trẻ ngọn. Dưỡng tóc thường xuyên là cách làm đơn giản nhưng lại có tác dụng cải thiện tình trạng tóc khô sơ và trẻ ngọn hiệu quả. Đặc biệt là ở mái tóc khô sơ và trẻ ngọn mà có nguyên nhân từ việc uốn tạo kiểu quá nhiều. Để phục hồi lại mái tóc khô sơ và trẻ ngọn, giúp tóc chắc khỏe và suôn mượt, bạn có thể tiến hành hấp tóc, bổ sung độ ẩm cho tóc. Và đồng thời sử dụng các loại mặt nạ tự nhiên ủ dưỡng tóc từ 2 đến 3 lần trong một tuần. 5. Bảo vệ tóc khi ra ngoài giúp hạn chế tóc khô sơ và trẻ ngọn. Tương tự như cách tia cực tím gây hại cho làn da thì chúng cũng có thể gây tác hại nghiêm trọng đến mái tóc của bạn. Nếu bạn có mái tóc khô sơ và trẻ ngọn, hãy hạn chế để tóc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Việc đội mũ và tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu trong các hoạt động hàng ngày là một điều cần thiết. Nếu tóc của bạn đã tiếp xúc với tia UV, hãy sử dụng một ít gel lô hội nguyên chất để khắc phục hư tổn và làm đẹp tóc hiệu quả nhé. Cách chăm sóc tóc khô sơ và trẻ ngọn bằng nguyên liệu tự nhiên tại nhà. 1. Phục hồi tóc khô sơ và trẻ ngọn bằng dầu dừa. Dầu dừa chứa hàm lượng vitamin E và các chất chống oxy hóa cao, làm cho tóc trở nên mềm mại. Đồng thời nó tạo lớp màng bảo vệ tóc khỏi hư tổn, nhất là đối với những tóc khô và trẻ ngọn. Cách dưỡng tóc khô sơ và trẻ ngọn bằng dầu dừa như sau. Bạn có thể thoa trực tiếp dầu dừa lên toàn bộ, từ chân cho đến ngọn tóc, sau đó ủ 30 phút rồi bôi lại với nước lạnh. Nếu bạn có thời gian, hãy ủ qua đêm và gội đầu vào buổi sáng hôm sau. Thực hiện từ 2 đến 3 lần trong một tuần. 2. Cách chăm sóc tóc khô sơ và trẻ ngọn với trứng gà.
Chúng được xem như nguồn cung cấp protein lành tính và lecithin cho tóc. Nó giúp chăm sóc tóc hư tổn, hồ sơ, cung cấp độ ẩm, tăng cường kết hợp hỗ trợ trị rụng tóc tại nhà rất là hiệu quả. Công thức phục hồi tóc hồ sơ và trẻ ngọn với trứng như sau: trộn lòng trắng trứng với 2 muỗng canh nước ấm, xả tóc để tóc ẩm và dùng tay thoa hỗn hợp lên da đau, xoa bóp trong vòng 15 phút. Sau đó thì gội sạch để khử mùi tanh của trứng. Với công thức phục hồi tóc khô sơ và trẻ ngọn với trứng này, bạn thực hiện 1-2 lần trong một tuần. Trên đây là những cách chữa tóc khô sơ và trẻ ngọn hiệu quả, dễ áp dụng cho bạn gái. Còn chờ gì nữa mà không thử ngay nào. Chúc các bạn thực hiện thành công và bye bye lũ tóc khô sơ và trẻ ngọn đáng ghét nhé. Đừng quên theo dõi blog đẹp mỗi ngày để cập nhật những cách làm đẹp mới nhất bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nha.